Hello tất cả các bạn. Hôm nay mình đang quay phim với anh hai mà. Này. Hình đứng lên. Này, con mẹ. Sắp đang coi. Thằng lên. Nó mất. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đang đi chụp hình với anh Nam. Mệt quá, đi ra ngoài cho tôi ngủ đi. Anh Nam làm gì vậy? Đừng có tắt đèn là được rồi. Trời ơi, mình gặp ma Nga kia luôn. Này, khơi khơi luôn nữa. Hả? Một con ma. Ở là Nga kia, nhưng mình thấy một cái xác người. Đang đằng kia. Một cái hình bò não các bạn ơi. Chưa xuất hiện mà anh ơi. Có gì lội lên đây.